Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách tạo nút đăng ký trên KaiMaster và hướng dẫn cho anh em cách chèn nút đăng ký vào hình mờ ở góc phải trình phát video giống như anh em thấy ở đây. Để biết mình làm như thế nào, mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Bây giờ mở ứng dụng KaiMaster lên và bắt đầu tự tạo cái nút đăng ký nha anh em. Cũng lưu ý cho anh em là hình mờ ở góc phải màn hình có hình vuông, mặc định của YouTube luôn, nên khi anh em tạo phải theo cái tỷ lệ là 1:1 nó mới chuẩn. Và cái lưu ý nữa là nút đăng ký này anh em chỉ xem được khi để cái điện thoại nằm ngang nghe anh em. Bây giờ anh em vào tạo mới nè, chọn 1:1, chọn tiếp theo, chọn hình ảnh, chọn một màu bất kỳ. Vào ô này để đổi màu, đổi thành đỏ. Nút đăng ký có nền đỏ chữ trắng nghe anh em. Anh em vào lớp nè, chọn văn bản nè, nhập chữ đăng ký. Ok, phóng to nó ra và chỉnh ngay giữa. Xong rồi anh em chọn kiểu chữ đăng ký là được. Anh em chọn ô vuông ở đây nè, chọn ghi hình và lưu lại. Bây giờ mình vào kiểm tra ảnh. Có rồi, nó nằm ở đây. Rồi bây giờ vào trình duyệt chrome để thêm ảnh vào. Anh em nhập vào cái thanh tìm kiếm là myoutube.com. Anh em nhớ lưu ý là khi vào cái trình duyệt, anh em vào ba chấm ở đây nè, chọn trang web cho máy tính. Rồi bây giờ anh em chọn Richter Studio. Phóng to nó ra. Anh em chọn ở đây cái chỗ tùy chỉnh nè. Anh em chọn xây dựng thương hiệu. Anh em kéo xuống. Cái này mình tạo rồi, bây giờ mình xóa để mình làm lại cho anh em xem nè. Anh em chọn chỗ là tải lên. Bây giờ mình tìm cái bức ảnh mà mình chuẩn bị để mình tải lên. Xong rồi anh em chọn nó. Anh em có thể tùy chỉnh thời gian xuất hiện của nó ở đây. Xong rồi anh em chọn chỗ xuất bản là ok. Mình xin dừng lại cái nội dung ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.